diễn viên Thanh Sói, Hai Phượng qua đời ở tuổi 42. Thanh Hoa, Thanh Sói của phim Hai Phượng qua đời ở tuổi 42 vì ung thư giai đoạn cuối. Ngày 5 tháng 1, ông Hữu Đức, đại diện gia đình diễn viên, cho biết cô qua đời lúc 14 giờ hôm nay sau thời gian điều trị ung thư dạ dày. Hiện gia đình chuẩn bị hậu sự tại nhà riêng ở quận 4. Ngô Thanh Vân, nhà sản xuất phim Hai Phượng, bàng hoàng khi hay tin Thanh Hoa đã đóng góp và làm đẹp sự nghiệp của mình với tất cả sự cố gắng ấn tượng. Chắc mọi người sẽ nhớ đến một Thanh Hoa bặm trợn trên phim ảnh nhưng hiền hòa dễ mến ở ngoài đời. Cảm ơn vì đã có cơ hội được hợp tác với em, cô cho biết. Casader Quốc Thịnh, đồng nghiệp của Thanh Hoa, cho biết bàng hoàng khi nhận tin buồn. Hai tháng nay tôi không gặp cô ấy. Trước đây, tôi cũng biết Hoa bị bệnh nặng, không ăn uống được nhiều. Giờ nghe tin buồn, tôi vô cùng đau xót, Quốc Thịnh nói. Đầu tháng 11 năm 2023, trên trang cá nhân, diễn viên còn viết về nỗi buồn khi phải nhập viện. Lúc đó, nhiều đồng nghiệp như Casader Quốc Thịnh, diễn viên Doãn Chí Kiên động viên Thanh Hoa cố gắng tịnh dưỡng để chữa bệnh. Thanh Hoa sinh năm 1982, học võ từ 17 tuổi và bén duyên với công việc Casader 5 năm sau đó. Cô từng đóng thế cho nhiều ngôi sao, diễn vai quần chúng trong loạt phim điện ảnh và truyền hình. Năm 2019, cô được công chúng biết đến rộng rãi nhờ vai bà Trùm Thanh Sói của phim Hai Phượng. Tác phẩm là đại diện điện ảnh Việt Nam ở hạng mục phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2020. Trong Hai Phượng, Thanh Sói để lại dấu ấn với vẻ ngoài hầm hố, nhiều hình xăm, mỗi lần ra đòn đều đầy uy lực. Nhờ thành công của bộ phim, năm 2022, Ngô Thanh Vân ra mắt phim Thanh Sói, kể về quá khứ của nhân vật phản diện do Đồng Ánh Quỳnh đóng chính. Tuy nhiên, Thanh Hoa không tham gia dự án này. Diễn viên từng cho biết cuộc sống thay đổi sau khi phim Hai Phượng gây sốt với doanh thu 200 tỷ đồng. Lúc đến với Hai Phượng, cô chỉ đơn giản nghĩ vai diễn hợp với mình, đóng phim để kiếm tiền. Nhờ vai Thanh Sói, cô ra đường được nhiều người nhận ra, đề nghị chụp ảnh chung, nhiều anh em trong nghề gửi lời chúc mừng. Tuy nhiên, khi về với cuộc sống đời thường, tôi vẫn là tôi. Sáng, tôi vẫn ra chợ bán cá. Chiều tối, tôi vẫn tập Casader, lo việc nhà cửa, đóng phim nếu có dự án, diễn viên từng nói. Trước đây, cuộc sống Thanh Hoa vốn khó khăn, xuất thân từ dân lao động, là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Trong 10 năm, cô bán cá vào buổi sáng, đi quay phim hoặc dạy võ vào buổi chiều và đến lớp học vào buổi tối. Có thời gian, mỗi ngày, cô ngủ lúc 22 đến 23 giờ, thức dậy lúc hơn 2 giờ. Năm 2020, cô tốt nghiệp ngành giáo dục thể chất của Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn viên quan niệm khán giả thích cô không phải vì ngoại hình hay hàng hiệu, mà bởi sự mộc mạc, chân thành và cô trân quý điều đó. Diễn viên Thanh Hoa là một trong số ít nữ Casader thành danh của làng phim Việt.